Xin chào các bạn, mình là Đức Minh bên công ty nhôm đúc Nam Định. Hôm nay thì Đức Minh sẽ giới thiệu với các bạn cái mẫu cổng nhôm đúc tì hưu nền gấm mà công ty nhôm đúc Nam Định đã sản xuất xong, đang chuẩn bị trong quá trình để đợi xe và vận chuyển đến trên công trình để lắp cho gia chủ. Ở đây phía cổng nhôm đúc này thì nó có hai cái đặc điểm chính. Thứ nhất là phía bên dưới huỳnh được trang trí bằng những cái đầm sen ở đây rất là đẹp gồm có các cái nụ sen và các bông sen đang nở cũng như là các cái phần lá sen được làm nổi trên cái phần nền của nhôm đúc xung quanh các cái đố của cổng chúng tôi sử dụng các cái đường tròn tạo nên điểm nhấn cho cái phần đố của cổng và cái phần nền ở đây là cái phần uh, nền gấm thường thường thì trong các cái họa tiết uh, từ đường hay là đình chùa thì sử dụng rất nhiều cái nền như này gọi là nền gấm và đặc biệt ở đây là gia chủ đã lựa chọn cái phần con tỳ hưu làm trung tâm là cái phần điểm nhấn của bộ cổng này à, thông thường thì à, mọi người hay quan điểm cái phần quan à, con tỳ hưu phong thủy sẽ mang đến những cái phần à, tài lộc cho gia chủ trong các cái căn nhà xưa của các cái phần vua chúa ấy thì là thường thường hay để hai con tỳ hưu ở phía cửa ra vào được làm bằng đá ở đây thì gia chủ cũng có một chút cái phần phong thủy và yêu cầu là công ty nhôm lúc nam định thiết kế cái phần con tỳ hưu vào trong cái sản phẩm của mình bên cạnh đó thì cái phần nền gấm này cũng được chúng tôi lấy họa tiết để trang trí cho cái phần sau của cái phần con tỷ hưu và phía bên trên là cái phần trống đồng đông sơn đã được chúng tôi chia làm đôi mỗi bên cánh là một nửa của cổng trống đồng đây là một cái họa tiết rất là đẹp xung quanh cái phần trống đồng này phía ngoài cùng là phần con hàng bay một cái điểm rất dễ nhận diện của cái phần là trống đồng Đông Sơn. Xung quanh cổng là được trang trí bằng những cái họa tiết hoa là tây rất là đẹp. như ở đây cái phần con tỷ hưu này thì là quý vị có thể lựa chọn theo ý của mình. Ví dụ như là quý vị có thể lựa chọn con ngựa hoặc là con hổ hoặc là theo tuổi 12 con giáp của quý vị vào trong cái phần ô của quan tí hưu này thì chúng tôi đều có thể làm được. Quý vị nhớ ấn cái nút đăng ký kênh để mỗi khi chúng tôi ra những cái mẫu cổng về quan vật thì là quý vị có thể là tham khảo và lựa chọn được cho gia đình nhà mình những cái mẫu cổng đẹp và ưng ý nhất. Quý vị có thể lựa chọn những cái màu sơn ở đây thì chủ yếu là cái màu nấu đất là được làm chủ đạo cho cái phần nền cũng như là các cái phần đố của sản phẩm. À, xin chào quý vị, chúc quý vị một ngày làm việc vui vẻ.